Chuyển sang các thông tin về thị trường hàng hóa, đóng cửa ngày hôm qua ngày 7 tháng 8, lực bán chiếm ưu thế khiến chỉ số Mỹ VN Index quay đầu suy yếu 0,42% sau hai phiên tăng, xuống điểm là 2.283 điểm. Nhóm nông sản diễn biến trái chiều, giá lúa mì đón nhận lực mua tích cực, chốt ngày tăng 3,87% lên mốc là 241,59 đô la Mỹ trên một tấn, trong bối cảnh lo ngại nguồn cung gián đoạn tại khu vực Biển Đen tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, giá ngô, đậu tương và gạo thô đồng loạt ghi nhận đã suy yếu. Sáng nay trên thị trường nội địa, giá chào bán khô đậu tương nhập khẩu cũng cho thấy xu hướng hạ nhiệt. Tại cảng Cái Lân, khô đậu tương Mỹ được chào bán ở khoảng 13.600 đến 13.700 đồng trên 1 kg đối với kỳ hạn giao các tháng quý 3 năm nay. Còn đối với kỳ hạn giao quý 4 thì giá chào bán thấp hơn ở khoảng 13.300 đồng 1 kg. Nhìn chung, ngô và đậu tương đang quay trở lại xu hướng giảm mạnh và hiện ở vùng giá thấp nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây. Triển vọng nguồn cung cũng đang tích cực hơn nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi tại Mỹ trong giai đoạn quan trọng nhất của cây trồng. Với bối cảnh này, giá nông sản có khả năng sẽ tiếp tục xu hướng giảm hiện tại trong những tháng cuối năm. Đây là thời điểm để các doanh nghiệp chăn nuôi chờ cơ hội giá nhập khẩu thấp hơn nữa và chuẩn bị mua hàng cho hoạt động sản xuất trước dịp Tết Nguyên đán.